bạn là chủ nhà, nhà thầu, thầy phong thủy đang cần tìm một địa chỉ uy tín cung cấp các loại đá thanh thô vụn để dán lên nhà, thì hãy đến nhà sàn Tây Nguyên. Nhà sàn Tây Nguyên là một địa chỉ tin cậy chuyên cung cấp các loại đá thanh thô vụn của Việt Nam mình. Đá thanh của anh em nhà sàn được lấy ở vùng Tây Nguyên là đá tự nhiên, không qua bất kỳ xử lý các vết nứt phèn nào, uy tín và chất lượng, có sẵn số lượng lớn phục vụ các bạn bất cứ lúc nào. Nếu các bạn đến tận nhà sàn Tây Nguyên thì các bạn sẽ được giảm giá và được tặng quà tặng kèm theo. Nhà sàn Tây Nguyên nằm ngay ở số 17 đường DT743, khu phố Đông Tân, thành phố Dĩ An, Bình Dương. Nếu bạn ở xa thì các bạn hãy gọi điện ngay điện thoại để kết nối Zalo, sẽ có anh em gọi tư vấn, gọi điện trực tiếp. Bạn quan tâm đến giá thanh cho thô vụn này như thế nào? Thứ nhất là các trụ đá thanh có kích thước từ 10cm cho đến 1m. 1m có màu trắng hoặc là màu hồng. Hoặc là phớt hồng. Mọi người thường dùng các trụ đá thanh này để chôn nền các khu vực toilet, móng nhà, hay để trên sân vườn, để trên sân thượng làm tiểu cảnh, mục đích để chấn trạch. Giá mỗi trụ đá thanh thô vụn giá từ 50.000 cho đến 150.000, tùy theo kích thước, hình dáng, màu sắc khác nhau. Đá thanh loại 46 có kích thước khoảng 4x6cm, có loại trắng, loại hồng. Đây là loại hồng. Kích thước không đều nhau. Giá từ nếu thanh trắng, thanh trắng giá từ 13 cho đến 18.000 đồng 1kg, tùy theo số lượng bạn lấy. Nếu giá thành hồng, giá thành hồng hồng thì giá từ 25 cho đến 70.000 1kg, cũng tùy theo số lượng bạn lấy. Đá thanh 12 được anh em nghiền từ đá lớn ra, có kích thước như 12cm. Đá này dùng để trộn với đá 12 bê tông, đổ bê tông, hoặc các bạn có thể dán lên, dán sàn. Giá từ 18.000 cho đến 30.000. Tùy theo số lượng bạn đặt. Còn đây là loại nhỏ hơn, giống hạt ngô hạt gạo. Anh em xay từ đá 1-2 hoặc đá thô mà ra, dùng để giải cái lớp bê tông
sau khi đổ bê tông giải lên lớp và cán hồ lên lót gạch phù hợp để những sàn bê tông phía trên. Giá cũng 18 cho đến 30 ngàn một kg tùy theo số lượng. Nếu có dịp mời các bạn ghé thăm anh em nhà sàn Tây Nguyên. Anh em nhà sàn Tây Nguyên là một địa chỉ chuyên cung cấp các loại đá thanh thô vụn, đá thanh tự nhiên, các sản phẩm từ đá thanh tự nhiên Việt Nam mình. Xin chào và hẹn gặp lại.